Đài truyền hình SPTN đã cho ra mắt DVD Những ngày xưa thân ái. Chương trình sẽ đưa khán giả bước vào dĩ vãng, đi vào khung trời kỷ niệm của ngày nào trong 26 nhạc phẩm được chọn lọc thật kỹ lưỡng. Để order DVD, xin liên lạc 888 500 2018. Quý vị có thể order trên online sptn.tv hoặc mua digital copy trên sptngo.com. Tôi rất thân thiết với cha tôi. Ông luôn ủng hộ tôi trong quá trình trưởng thành. Cô Robin Sweet đang nói về người cha của cô, ông Đức. Trước đây ông ấy có bao giờ quan tâm đến chính trị không? Tôi chưa bao giờ nghe cha tôi nói đến chính trị khi tôi còn nhỏ. Ông Đất làm việc cho một xưởng đóng tàu gần nhà tại Virginia. Tuy nhiên, ông nghỉ việc vào đầu thập niên 90 sau khi bị thương trong lúc làm việc. Cha mẹ của cô Robin sau đó ly hôn và ông đất kiếm sống bằng cách nhận việc sửa chữa lạc vặt cho các gia đình địa phương. Khi nào cô nhận ra rằng mọi việc đã thay đổi? <laughs> Khi vụ biểu tình Charlottesville xảy ra, cha tôi đã có mặt ở đó. Vào năm 2017, những người theo chủ nghĩa da trắng cực đoan đã tuần hành tại Charlottesville, dẫn đến một vụ bạo động. Cô Robin nói đó là lúc cha cô hoàn toàn bị thu hút bởi lời kêu gọi của cựu tổng thống Trump về việc bảo vệ các di sản của liên minh miền Nam, chúng ta sẽ không bao giờ cho phép đám đông vô pháp luật phá hoại các tượng đài và lịch sử của chúng ta. Ông đất hoàn toàn chìm đắm vào tư tưởng chính trị cực hữu, hầu hết đến từ mạng xã hội. Chúng tôi thậm chí không thể có được một cuộc nói chuyện bình thường. Mọi câu chuyện đều dẫn đến tranh cãi. Cha tôi còn tin vào tin đồn rằng người ta đang bắt cóc trẻ em và dùng máu của chúng để chế tạo chất adrenochrome. Adrenochrome là một hợp chất sinh ra từ quá trình oxy hóa adrenaline. Đây là một trong các thuyết âm mưu vô căn cứ đang lan truyền trên mạng, gọi là QAnon. Anh có thể nói gì khi nghe như vậy? Trong khi đó, cô Robin, 35 tuổi, lại hết sức ủng hộ các vấn đề bình đẳng chủng tộc và từng đi tuần hành vào mùa hè vừa qua cùng với phong trào Black Lives Matter. Sau đó, vụ tấn công quốc hội vào ngày 6 tháng 1 xảy ra. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là chắc chắn cha tôi sẽ có mặt ở đó. Tôi rất lo lắng nên nhờ người khác kiểm tra Facebook của cha tôi, nhưng ông không đăng bài viết nào mới. Sau đó tôi thật sự lo ngại và có người gửi cho tôi một bản tin, trong đó ghi tên cha tôi trong số những người bị bắt. Ông Đức Sweet bị bắt tại tòa nhà quốc hội. Tôi thật sự xấu hổ cho gia đình tôi, cho thành phố của tôi. Những điều xảy ra cho ông Đức Sweet là điều khá dễ hiểu nếu tính đến nơi ông cư trú, Matthews, Virginia, Thành phố ven biển với 9.000 cư dân. Nhiều người nói rằng chủ nghĩa cực đoan và tư tưởng kỳ thị, một thời vốn được che giấu rất kỹ, nhưng nay lại xuất hiện rõ ràng tại thành phố Matthews trong những năm gần đây. Các lá cờ của Liên minh miền Nam xuất hiện khắp nơi trong thành phố. Ông Duxwit không phải là cư dân duy nhất của thành phố Matthews tham gia cuộc bạo loạn tại quốc hội. Ông bị truy tố cùng với một phụ nữ có tên là Cindy Fitcher vì tội xâm nhập điện Capitol bất hợp pháp. Cả hai đều đã tuyên bố không nhận tội tôi rất ngạc nhiên vì đã không có nhiều người hơn bị bắt thật sao thật tôi đã nghĩ rằng sẽ có nhiều người hơn ông sean cosby là nhà văn được sinh ra và lớn lên tại thành phố matthews các tư tưởng cực đoan đã lan truyền ngấm ngầm tại đây từ khi tôi còn nhỏ ông có nghĩ đây là một phản ứng đối với cuộc biểu tình đòi bình đẳng sắc tộc vào mùa hè năm ngoái hay không tôi tin rằng đây là lý do lớn nhất tôi nghĩ là rất nhiều người cảm thấy lo ngại nhưng họ không biết thể hiện như thế nào tôi không có bất kỳ ý đồ xấu nào khi đến thủ đô đây là video của ông đất không lâu sau khi ông bị bắt nhóm ký giả đã muốn nói chuyện với ông đất nhưng ông từ chối phỏng vấn họ tìm đến nơi ông sống để xem ông có đổi ý hay không tôi là ben tracy của đài cbs news tôi không quan tâm Ông Doug Switch sẽ phải trình diện tại tòa liên bang vào tháng tới. Dù sao đi nữa, đó là người thân của tôi. Tôi cảm thấy cha tôi giống như đã bị tẩy não vậy. Rõ ràng là cô vẫn rất thương cha cô. Đó là điều tất nhiên.